1455 nha các bạn. Con này phải gọi là cực hiếm luôn. Đang đào gánh. Đò này gãy nè, không biết gãy này trồng cái gì đây, có củ bạc nữa. Ở đây là sa gà trong hồng đồng tháp nha các bạn. Monromatic auto. Đây lại gần coi cái dàn đào nữa đây. Đất ở đây thì toàn là đất cát thôi, đào nó cũng nhẹ. Đào cái đường nhìn quá đã luôn ta. Cái dàn sớ này khoảng 1m4 quá. 1m4. Đấy. Cái loại mỏ đào lớn này người ta cải tiến lại xài cho cái loại máy con đó. Máy con này đào được khoảng 2 tấc cái gì. Con này đào hơi sâu, con này đào 2 tấc mấy, gần 3 tấc. Nhìn đẹp lắm, ăn băng. Ăn gan luôn. Vuông dứt. Có gồ chế ben như thêm á, bình dầu ngoài sau nè, rất L1455 cực kỳ hiếm luôn nha các bạn, cực kỳ hiếm ở miền Tây mình luôn á. Hiếm ở đây là mình mà đó giờ thì chưa gặp cái dòng này, còn đối với mấy dòng khác thì không biết được. Hai cầu. Có cái hệ thống thì tự động nó không biết, mà không biết cái gì tự động đi về đầu dưới đó, đầu xuống đây nè, vậy là 2, 4, 6 thôi đi mua. Rồi 8, 10, 10 mấy cái gần sớ, hai cái dòng sáng ốc. Khúc này còn chèn bẹp. Tàu nhìn đã được chứ. Đây. Ơi dòng xanh sai. Xanh sai thì mấy dòng này nó hơi nặng sát nha. Tăng tốc. Rất ăn L1. Ăn L1 nó đã hiếm rồi, mở này còn rất ăn L1 nữa. Khúc dưới này phố bạc rồi nè.
chưa? Quá mềm mà nó tuôn bánh. Tới nước sơn luôn. Bánh chiếu bánh sau đều là không lớn hết luôn ha, nhìn con máy nó lật lên ghê. Nó hơi nhẹ đầu ta. Mấy đá khúc đất khô chạy có khỏe, mấy lúc mấy khúc đất ướt là nó tuôn. Đất này đất cát không à. Cắt pha đường mương tuôn à. Do là dòng này lần đầu tiên mình quay được nha các bạn con này á, cho nên thông số mình chưa có chia sẻ, mình chưa có chém gió được. Mình sẽ thêm thông số sau dưới mô tả nha. Nói chung cái dòng xanh sai này thì nó cũng không mấy gọi là hiếm, nhưng mà cái dòng L1, cái dòng ZL này là gọi này ZL1 nữa, và nó gọi là cực kỳ hiếm luôn á.
hiếm ở đây là ở miền Tây ít xài. Còn cái dòng xanh xa, dòng em với dòng L thường thì nhiều lắm. Con này không biết nó có cái hệ thống gì tự động mà. Cái này nè. Monro Ematic nè. Auto đó. 455. 455 này. Này là không biết 40 nên lấy số mã lực là 45 hay là 55 nữa. Con này thấy nhìn máy ngang chắc 4 máy gì 3 máy quá. Bò lại ra vậy đó. Đào nó cũng khá sâu mà 2 tấc mấy gần 3 tấc. Này không biết ta trồng cái gì, người ta có phủ bạc. Phủ bạc đục lỗ luôn. Đây thẳng ra nhìn đã lắm các bạn. Nhìn sướng mắt luôn chứ. Đào nó vuông vuông cái đường mương nó thẳng. Nha. Nào giờ quay được cái loại máy con không à, máy tay không à. Còn cái xài trên máy cài này thì lần đầu tiên mình quay được. Nói chung là nó cũng không khác gì cái dàn kia, hai dàn y chang nhau. Lội nữa đó. Mà cái dàn này thì nó có hai cái sáng ốc và nó đùa đắt. Còn kia nó chỉ đào không à. Nó đào cái mũi nó vét theo thôi. Còn cái bông sớ thì gắn ít nhiều tùy theo kích thước của cái đường mương mình cần đào nè, cái gánh mình cần đào nè. Xa gà tân hồng Đồng Tháp nha các bạn. Dòng máy làm ruộng thì gặp nhiều à, còn cái dòng làm gãy thì ít gặp. Ở đây thì mùa gọi là ruộng nè, lúa nè. Nhưng mà mùa này người ta lên gãy. Lên gãy này cũng không biết trồng cái gì luôn. Đào sâu. Để mình đo nó coi. Rồi, 2 tấc cử. Gần 3 tấc. Gần. Mặt nạ nhìn đẹp ha. Lưới toàn bộ. Lưới ngang. Bên trước bên sau không lớn luôn mà. Nhìn máy lực ghê. Đẹp chứ. Con này còn mới cáo à. Nhìn sơn nhìn đèn nó còn mới lắm. Gỡ ra là nhìn tuyệt vời luôn á. Bây giờ mới đây đất cát pha không à, đất bãi bồi mà. Bãi bồi từ chắc cỡ mấy chục năm trước á. Mấy cái thờ mà nước tụi còn lên lớn rồi đó. Không có đê bao rồi đó. Bờ hơi cao lớn
hình như là 14 hoặc 16 lưỡi gì. Hãy subscribe.